kiếm tiền tiêu tết, bốn bạn nhỏ đã gây ra hàng loạt các vụ cướp chấn động. Vụ việc đã xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đào Trọng Quân, Nguyễn Văn Tuyên cùng sinh năm 2007 đang bị công an huyện Sóc Sơn khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản. Phạm Quốc Trọng, sinh năm 2005, đang bị công an huyện Sóc Sơn khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2008, đều ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội để làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, tiếp nhận thông tin vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12, các cháu Phạm Việt Anh Nguyễn Tuấn Anh, Lại Đức Dương và Trần Văn Bình, cùng sinh năm 2007, cùng ở xã Vạn Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đi trên hai xe máy từ khu vực Hoàng Kiếm về đến đoạn đường gom Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận thôn Đông Tây, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội thì bị 4 nam giới điều khiển hai xe máy chặn xe. Các đối tượng dùng dao đe dọa chiếm đoạt một xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng biến kiểm soát 29S211009 do cháu Việt Anh điều khiển. Còn một đối tượng trong nhóm trên nhờ cháu Tuấn Anh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way màu xanh biển kiểm soát 29S171140 chở đến khu vực thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, sau đó sử dụng một dao rọc giấy đâm nhiều nhát gây thương tích nhằm chiếm đoạt xe máy thì bị cháu Tuấn Anh chống trả. Lúc này một xe taxi đi đến nên đối tượng đã bỏ chạy tẩu thoát theo hướng đường quốc lộ 3 sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện đông anh đã làm rõ đào trọng quân nguyễn văn tuyên phạm quốc trọng và nguyễn anh tuấn là các đối tượng không có việc làm ổn định để có tiền tiêu xài quân tuyên trọng và tuấn thống nhất với nhau cùng mang theo dao đi đến khu vực cầu nhật tân để cướp xe máy do các thanh niên điều khiển đi một mình hoặc ít người từ khu vực nội thành đi qua huyện đông anh Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Đào Trọng Quân, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Quốc Trọng và Nguyễn Anh Tuấn khai nhận hành vi cướp tài sản của các cháu Phạm Việt Anh, Nguyễn Tuấn Anh như phản ánh. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn còn khai nhận đã thực hiện các vụ cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào tháng 11 năm 2022. Cơ quan công an làm rõ Tuấn cùng Tuyên và Quang điều khiển xe máy đến khu vực cầu giấy, gần cây xăng Phú Minh, Sóc Sơn cướp hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone của một cặp đôi nam nữ, sau đó bán với giá 1 triệu 500 nghìn đồng tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Khoảng tháng 8 năm 2022, tại khu vực dốc cây diều thuộc Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Tuấn mượn điện thoại nhãn hiệu Redmi màu xanh của người con gái tên Nguyệt, sinh năm 2007 ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để sử dụng. Sau đó Tuấn cầm chiếc điện thoại của chị Nguyệt rồi bỏ đi, bán được 300.000 đồng hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ